Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào vận động hiến máu tình nguyện, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, trưởng ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố chủ trì hội nghị. 10 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố có nhiều bước phát triển rõ rệt. Nhờ tập trung kiện toàn ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc vận động và ngày hội hiến máu nên đã thu được nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2013-2018, tổng lượng máu tiếp nhận được là 118.459 đơn vị, gấp hơn 3 lần so với giai đoạn 2008-2012. Tỷ lệ người hiến máu từ người hiến máu tình nguyện đạt 97%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 48%, đáp ứng tốt nhu cầu về máu của các bệnh viện trên địa bàn thành phố, đồng thời hỗ trợ cho Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và bệnh viện các tỉnh lân cận. Cũng trong 10 năm qua, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, thu hút được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2009 đến 2018, phong trào đã vận động và trao tặng hơn 382.870 suất quà, tổng trị giá hơn 92 tỷ đồng, góp phần mang Tết ấm áp, yêu thương đến cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen. Hàng chục cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực cho phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam được Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp hội chữ thập đỏ, sự đóng góp của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm cho các phong trào của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố và các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, củng cố xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, kịp thời tôn vinh, khen thưởng các cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Để phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ các cấp cần chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động, vận động được nhiều hơn nữa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, tổ chức tốt việc trao quà Tết cho người nghèo và nạn nhân da cam, đưa quà đến đúng địa chỉ, đến tận tay đối tượng thụ hưởng.